Trên hình là video đang trực tiếp thay main cho LG G7 tại di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, di động cao cấp.vn đang là một trong đơn vị cung cấp tất cả các linh kiện trên LG G7 nói chung và phần main, bảng main của LG G7 nói riêng. Đối với main của LG G7 thì thường xảy ra các lỗi như đột tử, không lên, lên lúc được lúc không, chập chờn. Đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu main của LG G7 đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Di động cao cấp.vn có tất cả các loại linh kiện trên điện thoại LG G7. Từ G7 Thinh Quy, G7 bản Hàn, bản Nhật, bản Mỹ đều có sẵn tại địa chỉ của di động cao cấp.vn. Thông tin cụ thể, chi tiết về dịch vụ thay mới main cho LG G7, quý vị các bạn có thể đến trực tiếp với địa chỉ của di động cao cấp.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 0961234534, kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với khách hàng ở xa có nhu cầu mua main cho LG G7 thì các bạn có thể đặt hàng online tại website di động cao cấp.vn. Chúng tôi sẽ ship main của LG G7 đến tận địa chỉ hoặc yêu cầu. Quý hàng nhận được main, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.